Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Hiệu quả lan tỏa từ mô hình tuyến đường không rác tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Đắk Lắk, nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ 2017-2018 đang hiện hữu rõ rệt, ghi nhận có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nhập cư mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin, mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ tổ chức họp mặt kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế Phụ nữ, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phát huy truyền thống vẻ vang đó. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn thoát nghèo. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các trường dạy nghề, tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên ứng dụng vào thực tế sản xuất. Đồng thời tư vấn và giới thiệu việc làm cho gần 8.000 lao động nữ ở các công ty xí nghiệp trong và ngoài huyện. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ trong huyện quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ 9 và xây dựng tổ chức hội vững mạnh với phương châm đoàn kết, đổi mới, dân chủ, phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kiến Tường phối hợp cùng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã và Ban chỉ đạo công tác gia đình thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc. Với chủ đề để hạnh phúc ngự trị trong gia đình bạn, Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, trưởng khoa dân vận, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình trong cuộc sống hiện đại. Đồng thời phân tích những điều khác nhau giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại để từ đó trang bị những kiến thức cần thiết để giải quyết các mối quan hệ ứng xử trong gia đình. Thông qua các câu chuyện kể từ trong thực tiễn cuộc sống, Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang đã phân tích các nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình hiện nay, vấn đề ly hôn và phương pháp bảo vệ hạnh phúc gia đình. Trong đó đề cao vai trò của phụ nữ trong giữ lửa yêu thương, chia sẻ cách ứng xử khéo léo, kỹ năng sống và làm việc, nghệ thuật làm vợ, làm mẹ của chị em phụ nữ. Các vấn đề liên quan đến cách ứng xử trong quan hệ vợ chồng và cách nuôi dạy con. Đây là những kiến thức rất bổ ích giúp các nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã nâng cao kiến thức, nhận thức để làm tròn vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát huy năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt công việc xã hội. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức buổi tọa đàm về tình hình hoạt động công tác nữ công. Tại buổi tọa đàm, đại diện các công đoàn cơ sở đã có những trao đổi thảo luận về các nội dung như thực trạng hoạt động nữ công trong thời gian qua, hoạt động vai trò của công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, và công tác vận động nữ cán bộ trong đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các cán bộ công chức viên chức cũng đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời tổ chức hội thảo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng một tập thể và 3 cá nhân có thành tích tốt trong công tác nữ công năm 2016. Thưa quý vị, thói quen thấy rác trên đường là cúi xuống nhặt của chị em phụ nữ tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa được hình thành sau khi tham gia mô hình tuyến đường không rác. Đây là một trong những mô hình hiệu quả của Hội Phụ nữ xã Mỹ Hạnh Nam phát động nhằm giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện cuộc vận động 503 sạch và xây dựng nông thôn mới. Mô hình tuyến đường không rác được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Hạnh Nam phát động từ đầu năm 2015 tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, dài 1,5 km. Cứ mỗi tháng, Hội Phụ nữ xã tổ chức ra quân 1 đến 2 lần dọn dẹp vệ sinh trên toàn tuyến. Đối với các khu vực rác thải không đúng nơi quy định, Hội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã cắm bản quy ước mức phạt tiền khi vứt rác bừa bãi. Đối với các hộ đang sinh sống trên tuyến đường sẽ ý thức giữ vệ sinh, nhặt rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Sau 2 năm thực hiện mô hình, hành vi xả rác không đúng nơi quy định đã giảm nhiều. Các hộ dân có ý thức giữ vệ sinh chung bằng việc tự xử lý rác hoặc có hợp đồng thu gom rác.
Từ khi triển khai cái mô hình tuyến đường không rác này thì tôi nhận thấy được là chị em là thực hiện rất là tích cực, vì mô hình này nó có hiệu quả, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới, vừa góp phần thực hiện cuộc vận động 503 sạch. Khi phụ nữ phát động cái mô hình không rác thì chị em cũng rất là vui vẻ, tích cực đi tham gia và vận động chị em xung quanh nữa. Rồi khi mà mô hình này tới nay thì có lẽ là nó sạch đẹp hơn nhiều. Từ hiệu quả của tuyến đường không rác, mô hình tuyến đường không rác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Hành Nam có ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là góp phần thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch của Trung ương Hội phát động. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng quan tâm. Hiện nay, do biến đổi khí hậu, thời tiết mưa nắng bất thường làm cho hầu hết diện tích cà phê ở Đắk Lắk ra qua đậu quả không đồng đều. Theo các chuyên gia và kinh nghiệm làm vườn của người trồng cà phê ở thủ phủ cà phê Đắk Lắk, nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ 2017-2018 đang hiện hữu rõ rệt. Gia đình chị Lưu Thị Quyền, xã Quà Đông, huyện Krông Bắc, Đắk Lắk có 1,5 hectare cà phê kinh doanh. Niên vụ cà phê năm 2016, thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến cây cà phê. Thế nhưng, nhờ chủ động tưới nước và chăm sóc tốt, nên 1,5 hectare cà phê của gia đình chị Quyền vẫn cho thu hoạch 5 tấn cà phê nhân. Năm nay, diễn biến thời tiết thất thường, trước và sau Tết Nguyên Đán có mưa rải rác. Mặc dù gia đình chị Quyền chưa tưới nước, vậy mà hầu hết diện tích cà phê đã nở qua. Tuy nhiên, qua cà phê nở không đồng đều, tỷ lệ đậu quả rất ít. Nhưng mà năm nay gió thời tiết cũng bất thường nên đến thời điểm này thì cũng giờ mới tưới. Cái tỷ lệ mà đầu hóa đậu quả cũng nói chung là cũng giảm sụt nhiều. Theo quy trình chăm sóc, vào tầm tháng 11 và tháng 12 hàng năm, người dân thu hoạch xong cà phê kinh doanh thì chủ động để cây cà phê khô hạn khoảng 1 tháng cho cây cà phê phân quá mầm qua đầy đủ. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, cây cà phê sẽ được người dân chủ động tưới nước, tập trung 3 đợt, mỗi đợt cách nhau từ 22 đến 25 ngày, nhằm tạo điều kiện cho cây cà phê nở qua, kết trái đồng đều, tập trung. Năm nay, thời tiết thất thường xuất hiện mưa rải rác, trời ít nắng nên cây cà phê chưa được phơi khô, phân quá mầm qua và vẫn chưa được tưới nước chủ động. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích cà phê đã ra qua, nhưng ra qua không đồng đều, thậm chí nhiều vùng quả cà phê đang chín, đang thu hoạch cây vẫn ra qua, gây nhiều khó khăn cho các nông hộ. Trước Tết là có mưa phùn phùn và cái tỷ lệ hoa nó nở không có đạt. Và đến tháng bây giờ hiện tại đến tháng 3 ấy, chúng tôi bắt đầu tưới vụ tưới đầu tiên. Thấy cái lượng năm nay thời tiết nó thay đổi quá nên là chắc lượng hoa nó sẽ không được như ý muốn. Thì thông thường như mấy năm thì sau khi thu hoạch xong thì mùa khô đến và mưa dứt vào khoảng tháng 11. Và sau đó thì quá trình phân hóa diễn ra mạnh thì khi mà cái độ ấm xuống thấp thì cái hoa nó cương lên và bà con chúng ta đi tưới nước. Khi chúng ta tưới nước thì hoa nó sẽ nở bung đều, gặp điều kiện nắng, ấm và nhiệt độ khoảng từ 28 đến 30 độ C thì cái quá trình thụ phấn nó diễn ra tốt hơn. Và ngay cái đợt đầu sau khi mà tưới thì cái lượng hoa nó sẽ bung từ 7 đến 80% và cái tưới đợt 2 thì nó sẽ còn lại, cái lượng hoa còn lại là nó sẽ tiếp tục nó bung hoa và nó đậu quả tiếp. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 204.000 hectare cà phê, trong đó gần 194.000 hectare cà phê kinh doanh cho thu hoạch, với sản lượng mỗi năm đạt từ 455.000 tấn cà phê nhân trở lên. Hiện nay đã là tháng 3, như mọi năm, cây cà phê đã được tưới 3 lần. Nhưng năm nay, người dân Đắk Lắk mới tập trung nhân lực máy móc để tưới cà phê tập trung đợt 1. Với diễn biến thời tiết thất thường như hiện tại, người trồng cà phê ở Đắk Lắk đang đối diện với nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ 2017-2018.